Hai xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là kết nối cơ sở dữ liệu bằng thằng BDO này ha. Thì việc đầu tiên các bạn tạo cho mình một cái là folder classes. Thì trong folder classes này mình sẽ có một cái class gọi là db.class.php. Thì cái class này thì nó sẽ gì? Nó sẽ là mình sẽ viết code để kết nối cơ sở dữ liệu ha. Rồi. Code kết nối cơ sở dữ liệu bằng gì? Bằng BDO. Đó. Rồi, ở đây là cái autoloader là ở trong cái series của mình đã hướng dẫn cho các bạn là cái này là autolog cái gì? Cái những cái class ở trong cái thằng folder classes này ha. Đó. Extension nuôi mở rộng của nó là .lat.php nè. Đó, thì nó tự động nó log bằng cái gì? Phương thức là SPL autolog register ha. Loader này là cái hàm loader này. Đấy, thì include full path có nghĩa là đường dẫn á. Đó, thì cái này là mình đã hướng dẫn các bạn ghi rồi. Nếu mà các bạn nào không chưa có theo dõi ở cái bài mình hướng dẫn về BDO mà bài mà auto lock cái class á, thì các bạn tìm lại series các bạn xem ha. Đó. Rồi, đây là cái class dùng để mình viết code ha. Rồi, cái việc đầu tiên thì các bạn viết cho mình là một cái class gọi là class DB đi ha, class này class DB. Đấy. Rồi, trong cái class DB này mình sẽ khai báo cái phương thức private đối với gì? Đối với là máy chủ, tên máy chủ ha, tên máy chủ. Bằng gì? Bằng localhost đúng không? Mình đang sử dụng localhost mà các bạn. Đó. Bây giờ mình ra lại nè, mình mở lại cho localhost PHP ha. Mình sử dụng cái gì? Cái cơ sở dữ liệu là BDO group. Thì tại sao mình phải sử dụng BDO? Thì BDO nó vừa cho các bạn kết nối giữa thằng MySQL và nó cho các bạn kết nối là server MySQL của thằng Microsoft ha. Đó, nói chung á là thằng BDO này nó sẽ cho các bạn kết nối được tới tận, nó support cho các bạn, nó hỗ trợ cho bạn kết nối được tới tận 12 cái hệ cơ sở dữ liệu lận. Đó, cho nên nó rất là rộng lớn. Còn riêng mà kết nối bằng MySQL hay là MySQL nè, lúc trước mình đã hướng dẫn cho bạn và MySQL mà lúc trước mình đã hướng dẫn cho bạn á, thì nó chỉ kết nối được cơ sở của MySQL thôi ha. Đó, đây nó support nhiều cái lắm. Rồi tên máy chủ, sau đó là username. Username đi, mình ghi tên máy chủ này mình ghi là server name đi. Server name ha. Ở đây mình ghi là username. Username là bằng root ha các bạn. Thì cái này ở đâu ra? Ở cái này ở nè, mình muốn kết nối cơ sở dữ liệu, mình đang muốn kết nối cơ sở dữ liệu của cái thằng gì, của cái thằng MySQL ha. Thì nè, các tài khoản người dùng này thì ở đây là root nè, mật khẩu là không ha, không có mật khẩu nè. Đó, server name của mình là localhost đó, tại vì mình đang dùng SAM mà bạn ha, đang dùng SAM thì đó localhost. Thì khi nào mà các bạn up cái gì, cái sụt web của mấy bạn lên trên một cái host nhất định đó, thì ở đây á, là một cái địa chỉ IP. Còn đây username của mấy bạn là mấy bạn tự đặt ở trong cái họ cái host của mấy bạn á. Rồi mật khẩu cũng ở trong cái host luôn. Thì dưới đây thêm một cái nữa private là public. Private là password ha, password để kết nối với cái gì? Cái host, cái database, cái database của cái host á. Đó, thì ở đây là password của mình là rỗng, là không có mật khẩu nè mấy bạn. Nè, all privilege có nghĩa toàn quyền thêm sửa xóa gì đó ha, cấp quyền rồi nhiều cái nữa ha, là toàn quyền, đây là toàn quyền. Rồi tiếp tục mình thêm một cái private, biến private nữa là cái gì mấy bạn? Đó, data by name đúng không? Đó, data by name của mình thì ở đây mình dùng data by name có tên là gì? Có tên là BDO group ha. Đó, mình tạo ra một cái data có tên database có nghĩa tên là BDO group để cho gì? Để cho các bạn có, nếu mà ở đây các bạn ghi tên gì thì ở đây các bạn điền tên đó nha. Thì nếu cũng giống như địa chỉ nhà mà cho tao sai địa chỉ nhà sao tao tìm được ha. Đó cũng như là cái DTP database name vậy á, thì các bạn muốn tìm đúng database á thì các bạn phải chỉ đúng cái tên đúng không? Đó. Rồi ok rồi. Bây giờ mình ở đây mình thêm một cái nữa là protected. Mình thêm phân tích protected. Function, function gì? Function connect đúng không? Function connect, connect database. Rồi đây ở trong đây là mình ghi là function kết nối. Ở trong đây là cái đoạn code để gì? Để mình kết nối cơ sở dữ liệu bằng BDO ha. Đó. Các bạn tiện
chỉnh lại cho mày cái này là hot đi ha, hot để cho nó dễ hiểu ha, hot là local hot ha, đó dễ hiểu seven em cũng được, không thôi các bạn chuyển lại cho mình hot cũng được. Rồi bây giờ mình xuống mình đây mình ghi ha. Rồi các bạn khai báo cho mình là cái biến đây là cái biến connect ha, cái biến connect hai chữ n đi ha, hai chữ n. Khi connect đây rồi thì mình chỉ ghi đây connect thôi ha, đó hai chữ n ha. Thì các bạn khai báo biến này gì cái gì cũng được ha. Đây đây mình sẽ đây mình sẽ khai báo là MySQL ha, mình sẽ khai báo MySQL hot. Thì cái hot của mình ở trên đây nè các bạn thì sẽ bằng bằng gì, mình sẽ mở ra rồi chấm chấm ha. Đó các bạn coi cho kỹ ha, để tránh trường hợp mà coi từng cái dấu chấm, từng cái dấu nháy của mình cho kỹ ha, để mình có quyền để mình đây mình đang dày đúng không, sau đó là gì mình sau đó là mình kết nối rồi ghi là cái thì trong hai dấu nối này thì mình ghi là hot ha, hot. Rồi tiếp tục là gì, phải cái gì, phải cái db name. Db name là gì, db name là tên của cơ sở dữ liệu đây. Thì tên cơ sở dữ liệu là gì, mình cũng tiếp tục chấm ha, mình tiếp tục chấm, mình tiếp tục chấm là gì, chấm cái db name nè, cái biến db name ở trên này. Rồi bây giờ mình không nói cái gì hết á thì mình sẽ mình coi coi mình sẽ đóng cái này lại. Thì mặc định các bạn phải thêm this đúng không, tại vì trong cùng một class thì mình muốn gì, mình muốn lấy cái đối tượng cái thuộc tính này thì mình phải là this, chứ các bạn không thể nào mà khai báo biến như vậy được ha. Đó this rồi ở đây cũng là this luôn ha, this có nghĩa là trong cái class này, cái đối tượng trong của cái class này. Rồi tiếp tục là gì, tiếp tục đây bạn xuống đây các bạn khai báo cho mình là cái biến là BDO bằng gì. Thì BDO này các bạn mở ra cho mình thì cái BDO này bằng new BDO, có nghĩa là gì, mình sẽ khai báo cái class BDO. Thì mặc định cái class BDO này thì nó sẽ ở trong cái hàm gì, ở BDO này là cái class nằm đâu ra ha. Ở đây mình không có include class hay là bất cứ một cái thứ gì, thì bây giờ mình lấy cái class BDO này đâu ra, thì cái class BDO này mặc định nó chạy trên cái SAM này, cái SAM này ha, này là cái bản 7 nha các bạn, mình đang xài là cái SAM bản 7, nhưng mặc định nó sẽ có BDO này. Thì các bạn xài cái bản 5 á, thì nó sẽ không có, nhưng mà từ cái bản 7 thì nó sẽ có ha. Đó rồi các bạn cứ ghi thoải mái đi. Rồi bây giờ là nói gì, các bạn sẽ khai báo cái gì, cái biến connect ha. Rồi mình ở cái connect này mình mới có cái hot và mới có db name thôi, thì mình muốn truy cập cái hot này và với cái tên database này thì mình phải có username và password đúng không. Đó thì để truy cập mình sẽ cũng là this luôn, username, rồi sau đó là gì, sau đó là mình phải cái this password. Thì mặc định new BDO này nó sẽ cho mình hai cái tham số, là cái tham số đầu tiên là cái tham số của cái biến connect với cái hot với cái database name. Thì thêm một cái biến nữa, thì sau này mình thêm một cái biến nữa đối các bạn là biến gì, biến chaset đó bạn, chaset UTF-8 á ha. Ví dụ như là có thêm một cái biến nữa là chaset nè, bằng gì, bằng UTF-8 ha, UTF-8 đó, ví dụ như là UTF-8 ha, thì ở đây mình không cần ha. Đó rồi tạm thời như vậy thì cái biến gì UTF-8 chaset thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Đấy rồi tiếp tục là gì, mình tiếp tục là rồi kế tiếp là BDO ha, kế tiếp là BDO, sau đó là gì, sau đó các bạn sẽ khai báo cho mình hai cái phương thức set attribute. Cái phương thức set attribute thì nó sẽ có hai cái tham số là BDO attribute ha, cái này các bạn ghi vậy attribute. Tiếp tục là default field mode
Rồi, tiếp tục tới một cái nữa là video. Feed Excel ha. Rồi, cái default feed mode và cái feed Excel này thì nó sẽ gì? Sẽ hiển thị, sẽ lấy dữ liệu ở dưới dạng cột cho mấy bạn ha. Nó sẽ giống dạng mà nó sẽ rồi, tiếp tục mình sẽ ghi tiếp return gì? Trả về gì? Video. Đó. Thì cái phương thức set attribute này thì nó sẽ gì? Nó sẽ lấy ra cái dữ liệu cho bạn hai qua hai cái tham số này. Thì qua cái phần mà thực tập á, để lấy dữ liệu dựa vào cái database á, thì mình sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn về cái thằng video feed show và video attribute default feed mode này ha. Đó, thì tạm thời đây là toàn bộ cái code dùng để kết nối với cơ sở dữ liệu ha.